À, vâng, xin chào các bác đã. Buổi sáng hôm nay tiếp tục em lại test con máy cho anh Chí ở Bến Tre. Hôm trước anh Chí có đặt con máy đầu 27.000 và hôm nay anh Chí tiếp tục lại đặt một con 24.000 PTU của dòng Panasonic hàng VIP full chức năng anh nhé. Anh Chí Bến Tre đã ủng hộ cho em con thứ hai. Một nữa thì anh Chí có gì thì vào xem video, em đã test máy cho anh Chí luôn nhá. Đấy, máy chạy được khoảng có 10 phút thôi. Một con máy là đầu 24.000, có 34.000. Con này thì rất mới luôn rồi. Như này, con này đầy đủ tất cả các tính năng Eco La Vi Nano diệt khuẩn rồi cảm biến thân nhiệt. Con này chạy khủng cực khủng. Bác em nhìn này, nước nó chảy như thế kia cơ mà. Nước nó chảy như là người ta tháo cống ấy. Đấy, quạt gió rất lớn, cục nóng rất to, mặt lạnh rất lớn. Nó dâng lên thì thôi rồi, có cái viền đen rất là đẹp. Vì đây, đấy, đây là dòng mẫu điều hòa rất cao cấp. Em toàn những cái hàng khủng thôi bác. Em vậy bác nào có nhu cầu điều hòa như này thì đây bác nhìn này, mới chạy có 10 phút thôi, ui rồi, đấy, ui rồi, nước đổ mồ hôi ướt hết rồi. Đường hồi đường đẩy ok hết rồi, sờ lạnh buốt luôn. Đấy, dòng 7,6A, đấy, 7,6A, 7,7, đấy, nó có rơi dao động từ một độ khoảng 1.600, 1.500 đến 1.600W. Con này chạy thì thôi rồi ạ. Đấy, con này thì chạy ra bằng con hơn con 12.000 Việt Nam một tí thôi. Đấy, có thấy là chạy siêu tiết kiệm điện nhưng mà dòng dùng thì cực lạnh xuống. Bác ơi nhìn này, nước chảy như là tháo cống ấy, anh nhìn ạ, chảy có một tí thôi nước đã được gần nửa chậu rồi. À, một con máy chạy tuyệt vời luôn. Đây cục nóng của nó đây các bạn này, rất cao và lớn. Nói chung là rất là ok. Vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng nhé. Bởi vì cũng một lần nữa thì rất cảm ơn anh Chí luôn tin tưởng và ủng hộ cho em. Đấy, con ở anh Chí ở Bến Tre. Đấy. Thì nói chung là tất cả những cái dòng điều hòa thì bởi vì mùa hè cũng sắp đến rồi, cho nên là cô bác anh chị nào có nhu cầu về điều hòa thì liên hệ sớm ngay, bởi vì tránh tình trạng thì cứ nước đến chân thì mới chạy. Lúc ấy nắng nóng lên rồi, thứ nhất là các bác thợ lắp đặt cho các bác cũng không thể nào mà chuẩn chỉ được, vội chỗ lọ alo chỗ kia alo đấy. Đấy, cho nên là ở thời điểm này thì em khuyên các bác là đằng nào chúng ta phải mua, hãy mua sớm. Đấy. Đấy, con này thì chạy quá ok rồi, quá đẹp, không còn điểm gì mà là chê được. Nhưng một cái dòng máy như thế này chạy vừa tiết kiệm điện lại lạnh không khô da, không sốc như những dòng điều hòa khác. Đấy, vâng. Đấy, bác nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm nhé. Vâng, xin chào các bác.